nickgame.vn, shop bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ sale đến 50% với mức giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn bán nick Free Fire, Tốc Chiến và Liên Quân, cam kết là giá rẻ nhất thị trường cho anh em. Ở dưới đây thì có các dịch vụ như bán vàng, bán ngọc và bán đồ giá siêu siêu rẻ cho anh em lựa chọn luôn. Ngoài ra, shop có phần đó chính là vòng quay may mắn và thử vận may với tỷ lệ trúng là 100%. Anh em muốn mua gì hãy truy cập ngay nickgame.vn, link dưới phần mô tả. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây là nick rùa tai to trong series giữ top 1 giải siêu hạng ở bên server 6 của mình nha anh em. Thì vừa nãy mình có nhập được ít vàng và đập được cái áo quần găng lên 5 sao. Ngoài ra được thêm một cái giáp nữa. Đó, 5 sao hết thôi anh em. Tại vì vừa nãy hình như được có 21 tỷ vàng thì mình chi ra mười mấy tỷ để mình đập được cái set này lên 5 sao rồi anh em. Thì cái đoạn đập là quá dài dòng, thế nên là thôi, chuyển vàng lâu lắm, thế nên là thôi mình không quay lại đâu anh em. Mình làm như này để rút ngắn thời gian cho anh em. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip, đó chính là ép cái set giữ top này. Sau đó thì mình sẽ leo lại top nha anh em. Tại vì sau một thời gian không online thì cái nick này của mình cũng tụt đến tận hạng 5.000 rồi anh em ạ. Rồi, thì cái áo của nick này là mình ép phần trăm giáp nha anh em. Thì đang là 5 sao, tất nhiên là ép là lên được 10% giáp này. Còn quần găng với cả quần găng là mình ép hút, còn cái giáp luyện tập ý, thì mình cũng ép phần trăm giáp luôn anh em. Đó, thì mình đã chuẩn bị hết tất cả sao pha lê, ngọc rồng các kiểu là đủ hết rồi. Giờ thì chỉ việc ép vào, sau đó là đi mở nội tại mới nữa. Tại vì cái nick này của mình cũng chưa có nội tại. Đó, ok, bây giờ mình sẽ ép thêm cái giáp, đó chính là phần trăm giáp này. Sắp tới thì khả năng là mình sẽ đập thêm một cái giáp luyện tập hút HP nữa, nếu mà nhập được thêm vàng nữa anh em ạ. Đó, thì khả năng nó là như thế đấy. À mà anh em nào ở server 6 ý, như kiểu là có PT đi khí ga hủy diệt với cả ngọc dòng sao đen thì có thể cho mình đi ké với nha. Đó, tại vì tại mình tìm mãi không có cái PT nào cho mình ké luôn ý, rách vãi nồi. Tại vì cái quá trình leo top với cả giữ top này của mình đang cần một cái cải trang ở trong khí ga đấy. Thế nên là anh em nào mà có PT thì có thể cho mình đi ké với nhá. Rồi, thì tiếp theo là mình sẽ ép đến cái quần. Cái quần này là quần của đệ, thế nên là mình sẽ ép HP nha anh em. Thì mình cũng đập được có 5 sao thôi, chưa đập được 7 sao cho con đệ. Tại vì nếu mà muốn giữ top ý, thì cái set của đệ tử phải là set 7 sao nha anh em. 7 sao HP thì mình có găng này, giày với cả da đa rồi, còn thiếu áo với quần này nữa thôi. Đấy, sắp tới nhập được vàng thì mình sẽ đập thêm nha anh em. Rồi thì ép nốt này là được 25%, thì set đệ của mình đang là 30, 25, 35, 35, 35 với cả một cái cải trang trâu nữa. Thì nếu mà đi khí ga thêm ấy thì được cái cải trang đỏ đỏ ấy. À đâu, hình như là cái cải trang trắng trắng đúng không ta? Trắng hay đỏ ấy thì nó có cái phần trăm HP cao lắm. Thế nên là mình mà được cái đấy nữa thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Đó, thế nên là anh em nào mà có PT thì nhớ cho mình đi ké với nha. Đây, thì quần của sư phụ nick này là 182k và mình sẽ ép được chính là hút HP nha anh em, để trụ top cho nó trâu anh em ạ. Đấy, thì cái quần này đang là 5 sao thì mình sẽ ép vào là được 25%, 25% hút luôn anh em, quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo là cái găng hủy diệt 0%, cùi vãi nồi luôn, mình có cặp găng luôn. Thì khả năng là một cái mình ép hút với cả một cái mình ép sức đánh nha anh em. Sắp tới nếu như cần phản sát thương hay là cái gì thì mình sẽ quật luôn, chơi tới bến luôn anh em ạ. Nếu mà không leo được top với cả không giữ được top là hôm nay mình chơi khô máu luôn anh em ạ. Ok, ép nốt cái này 25% này. Đây, ok. Rồi, xong. Đó, thì mình đã hoàn thiện được một cái set giữ top rồi. Giờ thì mình sẽ đi mở nội tại nha anh em. Thì cái nội tại của mình đang là 160% vàng rơi từ quái. Hôm nay mình chuẩn bị tầm tỷ 9 với cả 2k5 ngọc. Thì không biết là nó có ra cho mình một cái nội tại ra gì không. Chứ mẹ nó hôm trước cũng hiến máu vừa gì đâu mà nó toán ra cái gì không à. Cái lúc mình cần thì méo ra, nhưng mà lúc mình không cần nó ra nhiều vãi nồi luôn. Lạ, chuyện lạ Việt Nam luôn đấy anh em ạ. À mà anh em xem clip đến đây ý, nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Rồi thì mình sẽ về nhà mình mở cho nó hên anh em ạ. Mình thích đứng ở chỗ này mình mở hơn anh em. Ok, bắt đầu nào. Tiếp tục chứ, không phải là bắt đầu. Mở VIP lại này. Lại vàng rơi từ quái ma nó. Kamizuko 11%, quả cầu Genki 22%, sức mạnh tiềm năng vãi nồi ạ. Ui, thôi miên 103 luôn này, thấp quá. Cao cao lên thì mình lấy. Lại là vàng rơi thử quái, lại là Thái Dương hạ sàn, lại là Kamizuko, ai à. Mình đang cần một cái nội tại như kiểu là gì nhở, chí mạng liên tục dưới phần trăm HP. Nếu mà ra cái đấy mình lụm liền luôn anh em ạ. Lụm liền luôn đấy. Úi rồi, thôi miên 89 ạ. Thái Dương hạ san 18 ạ. Ê à, sao nó cứ lặp đi lặp lại mấy nội tại này nhờ. Cay vãi nồi.
méo ra. À đây, khi năng lượng 44% ạ. Ui dồi ôi, 1k9 ngọc mới được cái này à. Thôi thì chắc là chơi tạm đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ sang PC để leo top đây. Tại vì là có quá nhiều clip leo top rồi đúng không? Thế nên là thôi clip này mình không quay lại nữa nha anh em. Khi nào lên gần lên top 1 thì mình quay cho anh em. Ok. 24 hours later. Mà nó hôm qua cay vãi nồi luôn anh em ạ. Méo leo được top. Bây giờ mình sẽ gọi bụng một sao này để lấy cái đẹp trai nhất vũ trụ nha anh em. Tại vì mình đang cần cái phần trăm phản sát thương anh em ạ. Ok. Bao nhiêu phần trăm đây? Trên 5% đi. À không, 9% đi, 10% càng tốt. 10% đi, 10% đi. Tại vì mình đang rất cần phần trăm phản sát thương anh em ạ. 12% HP vãi nồi. À Siba, 8% phản sát thương à. Cũng là một mức tầm trung thôi anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái set phản sát thương của mình ra. Sau đó mình sẽ leo top 1 nha anh em. Hôm qua mình chỉ leo được top 2 thôi. Vãi cả nồi thật, cái thằng top 1 nó trâu vãi cả đái luôn ý. Nó cũng có một cái set hút như này này. Cái thằng gì S2 trái đất, cái đéo gì mình quên mất rồi. Nhưng mà nó trâu vãi cả nồi luôn. Từ hôm qua đến giờ mình tìm cách ăn, mình được một cái ông gì nhở, cái ông gì bên top 72 ấy nhở, Ronaldo à? Ronaldo 458 gì, mình không nhớ ID cho lắm. Nhưng mà ông ấy tên là Zo. Ông ấy hướng dẫn mình cách leo. Thì ông ấy bảo là mình cứ full phản sát thương vào, sau đó thì mình sẽ PK được. Ok, thì hôm nay mình sẽ tin tưởng ông ấy nhá. Mình sẽ làm như ông ấy hướng dẫn luôn. Ok, giờ thì bắt đầu leo top 1 thôi nhé. Đây thì set đệ, ông ấy bảo là dùng một set sức đánh cho đệ, sau đó sư phụ là full phản sát thương anh em ạ. Đó thì hôm qua là mình cũng có dùng phản sát thương rồi nhưng mà không lại luôn anh em ạ. Đấm nó đấm ấy nhưng mà nó hút lại hết máu luôn ấy. Như kiểu là phần trăm của cái set hút máu của thanh niên đấy nó cao hơn phần trăm phản sát thương của mình ấy. Thế nên là bất tử luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cất tạm cái set giữ tốt vào đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đeo cái set này cho con đệ nhá. Thì đệ tạm thời là sẽ sang sức đánh. Thì chắc là sắp tới nếu mà sức đánh không đủ ấy, thì mình sẽ lại phải úp con đệ lên 50 tỷ đấy. Đấy, khả năng là giữ top là hơi khó luôn đấy anh em ạ. Ở cái server 6 này kể ra cũng căng đấy chứ không phải vừa gì đâu. Thì nhiều anh em cũng thách thức mình sang server 2 leo chứ. Nhưng mà thực ra là mình có quen cái ông giữ top server 2 mà. Thế nên là mình sang đấy mình kêu ông ấy tháo nhẹ đồ ra xong rồi mình leo lên thì nó lại dễ quá đúng không? Server 6 này mình méo quen thanh niên đấy luôn. Mình méo quen thanh niên top 1 luôn. Rồi thì bắt đầu leo nào anh em. Mình đã full item các kiểu vừa đi sắm rồi. Thì ông ấy hướng dẫn cho mình là đầu tiên là phải bung hai khiên nha anh em. Thì bung hai khiên thì nó cũng như bung hai khỉ thôi. Nó rất là đơn giản, lên võ đài bật khiên xuống phát là lại hồi khiên, easy. Ok chưa anh em? Mấy cái kiến thức đó quá là cơ bản rồi đúng không? Rồi thì hôm qua đến giờ mẹ leo mãi được cái top 2, cay vãi nổi. Qua đến giờ lò rái ấy. Bực mình luôn ấy. Ok, khiên lên nhá. Rồi nhảy xuống đài này. Rồi thì bây giờ sang giải siêu hạng và thi đấu thôi. Để xem hôm nay như nào đây. Mình đã quay trở lại đấy. Let's go. Let's do it. Ô, sao hôm nay là thanh niên 5x? Ơ, hôm qua là thanh niên S2 trái đất gì cơ mà. Ô, vãi nồi. Ok. Ô, thế này thì thời cơ đến. Thời tới cản không kịp rồi anh em. Leo lẹ, leo lẹ. Leo lẹ. Đang là thanh niên 5x. Khả năng leo lên xong mình đeo cái set giữ tốt vào. Sau đó mình off game. Tí nữa vào nhận 100 ngọc xem có được không nha anh em. Ok. Ok, một thanh niên. Tiếp tục ạ. Lên top 2, Canatep 89 ạ. Ui, giá thế vẫn chơi game 89, sinh năm 89 ạ. Vãi nồi thật. Ok. Giờ thì mình tập trung leo top nào, đang là thanh niên Namex. Thời cơ đến cản không kịp rồi anh em ạ. Thời tới cản không kịp rồi. Ai à. Ôi. Ôi, anh ơi pem từ từ thôi. Ai à. Vãi nồi. Má, mình quên không bật khiên tại vì con đệ mình đang đeo set sức đánh, thế nên là HP hơi thấp. Hay lên thanh niên này nhỉ? Lên thử thanh niên này đi. Thanh niên kia VIP quá thì bỏ qua anh em nhở. Sướng sướng. Ây à. Lại là một trái đất à. À ma. Sao tự nhiên hôm nay lại ăn hành của mấy thanh niên này nhở. Cay thế nhở. Má. Ok ok. Làm lại. Khiên lên. Từ từ lên võ đài rồi khiên nha anh em. Má nó hạ mình luôn ạ. Ghê nhở. Được đấy. Thanh niên này như đeo set sức đánh đúng không. Ok, xếp sức đánh này. Ok, khiên lên, đấm. Rồi, thì mình đấm sương sương thế thôi. Ok, cứ choáng đi. Mời bạn. Mời bạn nhá. Mời bạn nhá. Đâu. Ok, lên top 3. Top 1 nào, Durek. Ok, 1 triệu năm anh em ạ. 1 triệu năm, Namex mà cũng leo top 1 cơ. Ai à, hút ghê nhở.
Ê, thanh niên này như đeo set hút cực kỳ đỉnh này. Đi liền. Trời ơi, úi top 1. Nhanh nhanh, đợi tí mình về nhà mình lấy full set giữ top ra mình đeo lại nhanh nhá. Lẹ lẹ lẹ. Lẹ cái hen lên, không chết đấy, không nó chiếm lại top đấy. Đấy, rùa tay to vừa lên top 1 rồi kìa anh em. Hôm qua mình méo thể nào lên được top 1 cơ mà anh em. Hôm qua kinh vãi nổi, hôm qua cay vãi nổi luôn ấy, nhưng mà mình không quay được khoảnh khắc đấy cho anh em. Tại vì lúc đấy là mình đang chơi bằng phiên bản PC kia. Ok, giờ thì mình sẽ đeo lại set giữ top này. Đeo cho con đệ set HP. Đeo cái này nữa này, cải trang thịt cá này. Ok, đeo cho đệ set HP nữa là ok. Lên nào, lên nào, lên nào. Trời ơi, thời tới cản không kịp luôn anh em ạ. Khó cho mình quá. Hôm qua đúng thật là khó cho mình luôn ấy. Ok. Đâu, dậy. Ok. Chuẩn chưa? À đâu, cải trang châu đốm nữa này. 3.7 triệu chuẩn rồi. Đấy, sắp tới mà đập được cái áo với cả cái quần lên 7 sao nữa thì phải gọi là đỉnh của chóp luôn đấy anh em. Ô sao có 8 triệu 7 nhờ, 9 triệu 2 mà ta. 9 triệu 2, nhầm rồi. Đấy, 9 triệu 2, 123, ok chuẩn luôn. Giờ thì mình sẽ sang lại để xem là mình còn top 1 không nha anh em. Hơi căng một tí đấy anh em ạ. Ok anh em ơi, thì từ lễ giờ mình đứng đợi để xem như nào ấy. Mình thấy, úi xồi ôi, thanh niên đấy vẫn cứ PK với mình thôi. Thằng S7 Durex này, nó dai thật, dai như đỉa luôn anh em. Thì hiện tại đang là 9 rưỡi rồi. Thì không biết là mấy giờ nó chốt top nhờ anh em nhở. Thì chắc là bây giờ mình sẽ off một tí đây. Thì khả năng tí mình sẽ vào lại để xem là mình top mấy nha anh em. Xem có được top 1 hay không. Ok, set giữ top đã đeo tất cả ok hết rồi đấy. Ok anh em, bạn đang ở top 1 giải siêu hạng được 100 ngọc. Thì mình vừa mới nghe tin là mình rớt top. Vừa lấy cái ông bên server 2 như kiểu là sang server 6 để trinh thám cho mình ấy. Thì ông ấy bảo mình rớt top 2 rồi. Nhưng mà mình vào game mình thấy vẫn được 100 ngọc vãi cả nồi thật anh em. Mình vừa đi làm bài tập xong, bây giờ gần 12 giờ rồi. Đây thì mình rớt xuống top 2 rồi. Mẹ cày vãi nồi luôn đây. Thì cái thanh niên đang top 1 ý, là cái thanh niên hôm qua mình méo đánh được luôn anh em ạ. Thế nên là ok, bây giờ mình sẽ thử dùng cái set phản sát thương và cho đệ đeo set sức đánh, sau đó đấm với thanh niên đấy xem như nào nha anh em. Ok, bắt đầu leo lại top 1 cho anh em, chứng minh cho mình đang là top 1 nha anh em, chứ không phải là top 2. Ok, giờ thì mình sẽ chứng minh cho anh em liền đây. Đây, đệ là 98k sức đánh này, cũng khá là ok. Sư phụ thì khả năng là đeo cái set phản sát thương này vào nữa là ok này. Có thế thôi, có gì đâu mà phải căng anh em, cứ từ từ. Tại vì hôm qua mình được cái ông server 2 chỉ rồi, chỉ cách đánh rồi. Thì ông ấy chỉ cho mình hai cách đánh, một là dùng sức đánh, hai là dùng phản sát thương. Thì sức đánh là khả năng là mình không đú được. Tại vì mình đang tìm set 7 sao sức đánh ở server 6 ấy, nhưng mà méo ai bán luôn. Thế nên là ok, dùng phản sát thương đi, dùng cách 2 của ông ấy đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên hồi khiên, sau đó sang PK lại nha anh em. Let's go. Đây, thanh niên đó đây, 9 triệu 6 HP, hơn mình tận 400k liền. Thanh niên đang đeo set giữ top, đeo set hút rồi. Ok, đấm đấy. Ui, set phản sát thương của mình cao phần trăm hơn thanh niên đấy hút rồi anh em. Đấy, thế nên là mới giảm HP. Hôm qua là cái set phản sát thương của mình ấy phản méo được luôn mà. Phản mà thanh niên đấy vẫn cứ đầy cây máu luôn, méo làm gì được. Thế nên là hôm nay mình đã quay lại đây và tiến hành trả thù thôi nào. Thanh niên này chuẩn bị như kiểu là mình sắp hết cái khiên đầu ấy, mình sẽ khiên lên sau đó là pem thanh niên này nha anh em. Mình đang có cái nội tại đó chính là phần trăm HP chí mạng liên tục. Đây, choáng lại này, khiên lên này. Đó, bây giờ thì pem thôi nào. Đợi tí mình bật cái Kaioken này để giảm HP của mình đi. Sau đó thì mình sẽ tận dụng cái nội tại đó chính là chí mạng liên tục. Khi phần trăm HP dưới 20% ấy, thì nội tại của mình là dưới 23%. Ây à, cái gì vậy? Ô, sao thanh niên này hút lại ảo thế? Ô, what the fuck? Ô, vãi cả nồi. Cái lìn gì vậy? Ô, ảo game à? Ô, vừa lấy phản được mà. Ơ, what the fuck game? Ấy à, vãi cả nồi nhờ. Ô, khiên nó còn nhiều hơn. Ô đây, hết khiên rồi nhưng mà méo đấm được vào máu này. Ấy à, sao ảo thế nhờ, vừa lấy phản được mà. Ok anh em ơi, làm lại nào. Mà cày vãi nồi, khiên lại này. Ok, nhảy xuống đài, sang lại võ đài siêu hạng. Sao rõ ràng ảo thật đấy, cái set hút đấy ảo thật đấy anh em ạ. Lú thật. Rồi, lên lại này, thanh niên này đang chùm võ đài luôn đấy. Nhưng mà hôm nay mình vẫn là được 100 ngọc nha. Vậy là mình đã hoàn thành cái thử thách giữ top rồi nha. Nhưng mà mình đang muốn chứng minh cho anh em thấy ai mới là top 1. Ok. Đấy, thanh niên đấy đang giảm HP từ từ rồi. Để mình di chuyển nhiều vào. Thì vừa nãy mình có hỏi ông server 2 kia, ông ấy bảo là di chuyển nhiều vào để cho thanh niên đấy đỡ lác khiên.
như kiểu là vừa lấy khiên nhiều quá là do lag đấy, thế nên mình cứ nhảy lên rồi là di chuyển nhiều vào để cho thanh niên đấy hết khiên, chứ không là không hết được luôn anh em ạ. Từ từ nha. Ok, mình khiên hai này choáng lại này, đợi tí mình gắn Kaioken vào, gắn Kaioken vào đấm để cho phần trăm HP của mình xuống thấp để mình đấm chí mạng liên tục ấy. Ô thôi chết. Ơ ui mẹ, ấn nhầm vào cái cục vàng ở trên võ đài chứ, lạ thật đấy. Ấy thanh niên này không hút lại được rồi đó, nó phải như này này, nó phải như này mới chuẩn đấy. Ok ok, hết khiên nào, thanh niên đấy hết khiên chưa? Ô cái lũ mẹ, đây hết khiên rồi, và top 1, anh xin cái top 1, ok chưa anh em? Trời ơi, uy tín chưa? Giữ top nhá. Rồi, đeo xe giữ top lại nào. Đeo xe giữ, cái này là cho đệ tử, từ từ. Hơi lú một tí, đây, set của mình đây mà, set sư phụ đây mà. Hơi lú một tí anh em ạ, tại vì nhiều đồ quá. Cái hành trình này là mình rối não vãi nồi, quá nhiều đồ luôn anh em ạ. Quá nhiều đồ cho một nick. Ai à, hơi rối một tí anh em ạ. Ok, giờ thì giữ top thôi. Thì chắc là thể nào thanh niên đến ngày mai cũng đánh được mình xuống thôi. Tại vì set đồ của mình đang quá cùi. Sắp tới là mình nếu mà muốn giữ top thật lâu ý, thì mình phải đập cái set của mình lên 7 sao. Tất cả lên 7 sao ý, thì may ra giữ được. Ok, giờ thì mình đã hoàn thành thử thách nha. Goodbye anh em. Và ngày hôm nay mình đã được 100 ngọc anh em ạ. Quá tuyệt vời. Và mình cũng cảm ơn cái ông Joe ở bên server 2, Joe đẹp trai server 2. Ông ấy chỉ mình khá là nhiều thủ thuật ở giải siêu hạng này luôn. Đó, thế nên là ok, goodbye anh em và hẹn anh em ở clip lần sau nhé.